người dân đổ xăng tại cây xăng đường láng được một phen khiếp phía khi trực tiếp chứng kiến một chiếc xe ô tô tông trực tiếp vào cây xăng khiến nhiều người bị thương tại cơ quan công an tài xế xác nhận có uống rượu do say nên đã nhấn nhầm chân phanh thành chân ga gây ra vụ việc này vậy tài xế có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 12 tháng 8, Ngô Công Hán, sinh năm 1987, chú HH02, tổ dân phố số 2 Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội, điều khiển xe ô tô Honda City màu đỏ, mang biển kiểm soát 30H75803, điều khiển xe với tốc độ cao lao về phía cây xăng đâm thẳng vào năm người, phương tiện đang đứng chờ đổ xăng và hai nhân viên cây xăng. Làm việc với cơ quan công an, Ngô Công Hán khai nhận khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày đã đến quán bia trên đường láng uống rượu ăn sinh Nhật Bản, sau đó điều khiển xe về nhà ở Thanh ngoài. Khi đi vào đổ xăng do xe rượu nên Hán đã ấn nhầm chân phanh, thành trên ga nên đã gây ra tai nạn như trên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội tiến hành thử nồng độ cồn của Ngô Công Hán, xác định nồng độ cồn là 0,917 mg lít và 0,939 mg lít. Liên quan đến vụ việc, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, chứng cứ để lại trên hiện trường, tạm giữ các phương tiện giao thông liên quan, lấy lời khai của người làm chứng, lời khai của người điều khiển chiếc ô tô mang hiệu Honda City gây tai nạn để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ yếu tố lỗi và xác định hậu quả của vụ tai nạn để có căn cứ giải quyết theo quy định pháp luật. Trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không tuân thủ quy định đảm bảo an toàn giao thông gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong hoặc thương tích từ 61% trở lên hoặc thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì người điều khiển phương tiện bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự. Trường hợp hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm và người gây tai nạn còn vi phạm nồng độ cồn, thì hình phạt được quy định tại điểm B khoản 2, điều 260 bộ luật hình sự sẽ là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tù. Qua thông tin bước đầu từ phía cơ quan chức năng, thì người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,9mg trên lít khí thở. Đây là nồng độ cồn vượt quá mức cao nhất mà pháp luật quy định, ảnh hưởng đến khả năng điều khiển hành vi của người tham gia giao thông, có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Bởi vậy, việc xác định yếu tố lỗi không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát và vi phạm nồng độ cồn trong trường hợp này là tương đối rõ. Vấn đề còn lại là hậu quả có nghiêm trọng hay không. Nếu có, nạn nhân bị thương tích từ 61% trở lên hoặc có hai nạn nhân thương tích tỷ lệ cộng dồn đến 61%, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để xử lý đối với người điều khiển phương tiện này. Trường hợp gây thương tích cho nhiều người mà tổng tỷ lệ thương tích từ 122% trở lên hoặc trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định thì hình phạt là phạt tù từ 3 đến 10 năm. Nếu gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ thương tích của những người này từ 201% trở lên thì hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đồng quan điểm, luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật pháp trị có ý kiến với việc gây tai nạn trong tình trạng nồng độ cồn trong máu cao gấp 2,25 lần mức tối đa theo Nghị định 100. Ông Hán có thể đối diện khung hình phạt 3 đến 10 năm tù tùy quy định tại khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự 2015 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Dưới góc độ dân sự, với việc đã xâm phạm tới sức khỏe tài sản người khác, tài xế này có trách nhiệm bồi thường cho những người bị thiệt hại, theo quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015. Từ lâu trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, một câu nói mà đến các em nhỏ cũng thuộc lòng, đã uống rượu bia để không lái xe. Tuy nhiên đã có nhiều vụ việc kinh hoàng xảy ra, nhưng có vẻ nhiều người vẫn chưa biết sợ. Liệu tài xế vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các video tiếp theo.